Hello anh em nhá. chào em em trở lại với cái video tiếp theo kênh mình nhá. Ok. Nay thì chắc chắn rồi vẫn cứ là comeback với uh, cái con game mà uh, tài xỉu ở bên con uh, Iwin thôi. Iwin này thì thực sự là cầu kèo đi rất là đẹp rồi, tỷ lệ thắng rất là ok. Đấy, xem qua cái lịch sử đánh cái tên này của mình nhá. Đấy, nói chung là mình nãy giờ mình đánh một mạch từ 30M lên 64M là anh không biết đúng không? Cầu đi rất đẹp và cái tỷ lệ thắng rất là ok. Nên là nay thì chủ yếu là mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm bắt cầu làm sao để có cái lãi to nhất. Và anh em đừng quên là hiện tại bên game nó vẫn đang còn cái chương trình khuyến mãi là tặng cốt 30k cho cái lần nạp đầu uh, cho các anh em tân thủ đấy. Thì anh em nào mà chưa nhận cốt thì trần chờ gì nữa mà không nhanh tay vào bú ngay cốt đi anh em ơi. Đấy. đây là một cái cốt mà mình đánh giá là rất là ngon luôn. Kiểu uh, cốt thì cái tỷ lệ ăn của cái cốt thì mình không biết sao nhưng mà nó ổn lắm anh em ạ. Ừ. Anh em chơi uh, hấp tiền cốt ấy, cốt nó rất là dễ nhai luôn. Nên là ok nay thì chắc là vẫn phải ngồi tiếp tục bắt cầu bắt kèo thôi Đấy, chia sẻ cho anh em mấy cái hướng Đấy, lãi lời cho nó đều nhá chưa đang vào đây thấy cái cầu hơi cảm giác là một một này thử đi thử đi bốn m năm luôn năm m năm cũng được đấy mạnh dạn anh em ơi thử tay đầu tiên xem có gọi là đầu xuôi đuôi lột không à, đầu xuôi đuôi lọt không nhớ đấy thử lửa phát anh em ơi thử lửa phát nhá Ok. Đấy. Làm ngay uh, Làm ngay uh, tay uh, tay xỉu mà nó xịt mất tiêu. <laughs> thôi không sao, bắt tiếp nhá. Cầu này thì uh, cái khuôn này thì vẫn đi tài nhiều hơn anh em ạ. Kiểu bệt tài ấy. Ừ, đây là thôi. Mình làm đây này chín mờ luôn anh em ơi, tự tin nhá. Tự tin. Tự tin đi cái bệt tài. Tự tin đi cái bệt tài cho nó gọi là ngon lành cành đào, được chưa? thử lửa nhá đấy thử lửa anh em ơi cho xin tí gọi là fire chín mờ tài được chưa chín mờ tài nào đấy rất là căng đấy tay này thì một xỉu nhiều tài cấu nó cũng khá là rõ ràng rồi đấy, tay trước thì mình muốn thử một tí thôi nhưng mà tay này thì đánh về khuôn thì chắc là thêm tài thôi anh em mà... ạ ừ, thêm tài thôi khá là rõ rồi đấy mở hai con ra là thấy 99% là ăn rồi Không có gì mà phải lo đâu anh em ơi Thấy chưa Cầu kéo nó đi đẹp thì Xịt tay này thì mình bù bằng tay kia chứ có gì đâu đúng không Nặng nề làm gì cho nó khó khăn ra Thấy chưa Lên một này Cân bằng này Xuống Tay này vẫn tài Cầu này khuôn tài rồi nên là Cứ đi tài cho nó ổn định em ạ Nghĩ làm gì cho nhiều Cứ đi tài cho nó ổn định nhá Không cần nghĩ ngợi gì đâu Cứ theo mỗi tài thôi Hợp lý đó là gọi là hợp lý luôn anh em ạ à. hợp lý nhá hợp lý ok rồi xem nào xem cái đường khuôn thì nó sẽ đi như thế nào nào ai cũng muốn mình sinh ai cũng muốn nên sống thật nùng ninh ok hai m năm năm tám tài nhá rồi mở bát nào mở bát mở bát lụm ngay một con tài đi và here we Wow ok có hai vẫn ra ba bình thường đấy ngại cái chó gì đúng không đúng cầu đúng kèo mà lụm lúa thôi chứ ngại rẽn cái gì đúng không mình thì nói thật cứ đúng cầu đúng kèo là lúa về không nói nhiều anh em ơi đấy đàn ông là nang ai nói nhiều đúng không dăm ba cái cầu cái kèo này thì sao mà làm khó được tôi đúng không cứ thế thôi anh em nhá cứ thế thôi ok là ok là anh em nhá rồi ok tay này thì vẫn cứ theo bệt <laughs> tài nó đẹp thế này thì dại gì mà không theo anh em đúng không tài nó đẹp như thế này thì dại gì mà không theo đấy có được con tài trong tay là nắm đến là bao nhiêu phần trăm tiền thắng rồi đúng không bao nhiêu phần trăm tỷ lệ thắng là nằm trong tay rồi nên là cứ thế thôi nhá cứ thế thôi cứ thế thôi anh em ạ rồi nói chung là cũng gọi là ổn định và hợp xử lý phải đấy ừ cầu kèo đẹp mà nên là con này nói thật cứ bắt đều cầu đều kèo thôi kiểu gì mà chả có lãi đúng không ngon nói lại lần nữa là ngon anh em nhá ngon đấy ừ cầu này cầu này là tỷ lệ thắng này là ngon đấy chứ không phải bình thường đâu mình thấy là cái hướng cầu đi rất là ổn luôn đấy tại này về gãy xỉu à gãy xỉu thì chắc là vẫn đánh tài hết thôi anh em biết cái lối chơi của giai đoạn này là gì không <laughs> spam tài spam tài mãi mãi chỉ đánh mỗi con tài thôi anh em ạ ừ spam tài tại vì cầu đoạn này tài đi rất là đều luôn đấy nên là muốn lụm lúa là chỉ có theo tài thôi anh em ơi muốn lụm lúa là chỉ có theo tài thôi chỉ có theo tài mới gọi là no đủ thôi anh em ạ ừ theo xỉu là vẫn hên xui lắm nhá chỉ có lụm tài thôi lụm tài mới gọi là ngon thôi nhá ok <laughs> mở bắt ừ ạ, ừ ạ, sao lại Xe uh, sai, sai ấy nhỉ ừ sao tự nhiên lại cảm giác hơi uh, sai sai ấy nhỉ đúng không anh em có thấy <laughs> cái điều gì đó uh, sai sai giống mình không ừ cầu đang khuôn tài mà sao lại ra xỉu vậy hay là có lỗi gì ở đây rồi dẫu có lỗi lầm rồi anh em ơi dẫu có lỗi lầm rồi rồi không sao xét lại tay cho chuẩn nào tài tiếp <laughs> vẫn tin tưởng vẫn tin tưởng con tài tài muốn năm anh em ơi mình nghĩ là tài môn năm anh em ạ cứ thế thôi mạnh dạn mạnh dạn thôi vẫn cứ là tài anh em nhé mình xét cầu nó vẫn cứ ra tài khổ thế chứ lại mình cũng muốn đánh xỉu chứ nhưng mà xét nó cứ ra tài cơ Nó cũng khó cho mình quá nào đấy rồi đúng rồi nó phải là như thế đấy thua thua chỉ là cái cái phần nhỏ thôi anh em ạ ừ. Còn đúng thì nó vẫn thắng như bình thường nhá Ngon Ngon anh em nhá Ngon nhá Ngon Đấy Nhiều khi là Cứ thế thôi Có lãi có lời là tuyệt vời đấy, anh em ơi Đúng không Ngon đấy Ừ Rồi ok Tay này thì làm thêm tay mấy tay nữa mà nghỉ thôi Cái lãi này cũng ngon rồi Đấy Chơi từ 30m Từ đầu lên được giờ là Thế này là cũng gọi là tuyệt vời rồi đấy Nên là thôi Tôi nghĩ là không nên tham lắm nữa đâu Tài này thì vẫn theo tài <laughs> Chỉ đánh tài thôi anh em ạ Đấy, chỉ đánh tài thôi Lãi thế này là tuyệt vời thôi Chỉ đánh mỗi tài thôi anh em nhé Yêu mỗi em tài Yêu mỗi em tài Được chưa Đây là ok la Đấy Làm thêm con tài cho nó gọi là tình cảm Đấy, mặn nồng, được chưa 2M488K Tài, được chưa Nào Here we Ok À, uh, ok, chắc là mình xin phép đăng cái kèo đây em nhé. Rất cảm ơn đã xem. Nếu thấy hay để lại cho mình một like, subscribe, đăng kênh xem nhiều video hay đăng kênh mình nhé. Bye bye.